làm được gì cho đời hiện tại? Một ngày trôi qua, thời gian còn lại, ta để lại gì trước khi xa mãi? Một ngày trôi qua, ta tự hỏi mình, ta tìm điều gì trong cõi nhân sinh? Một ngày trôi qua, ta lại hỏi mình, mình tìm được gì sau những đua tranh? Gieo an lành nhận phước khi tri ân, hay bon chen nhận về những oan hờn? Trong thiện lành thu bao nhiêu công đức, hay gieo thù để chuốc những đau thương? Xem trong ngày được bao phước tri ân, hay trong tâm nhận bao nỗi oan hận? Nhìn một ngày ta gieo bao duyên tốt, hay một ngày gieo rắc những tai ương? Đoạn đường ta qua, ta làm được gì? Ta để lại gì cho kiếp mai sau? Từng ngày trôi qua, ta cạnh tịnh mình, mục tiêu cuộc đời trong cõi nhân sinh. Để ngày hôm nay, ta tự hỏi mình, ta học được gì chỉ khiến